Liệu trai chí gì? Con gái nhà trời. Ngô Thanh Ngam tên thật là Quân, tuổi trẻ đã rất nổi tiếng. Quan thái sử họ Khát xem văn của chàng thường tấm tắc khen ngợi, bèn nhờ người quen mời đến nhà chơi cho được thấy rõ diện mạo và nghe chàng đàm luận. Thái sử mới nói: "Lý nào một người có tài như Ngô Sinh mà lại nghèo hèn mãi ư?" Rồi ông sai người lối xóm đánh tiếng cho chàng biết rằng: "Nếu Thanh Ngam gắn chỉ mây xanh thì ta gả con cho." Lúc đó thái sử còn một người con gái nhan sắc tuyệt đẹp, chàng mới nghe mừng rỡ, hết sức tự tin mình bề nào cũng thi đậu. Không ngờ đến khi thi khoa hương, chàng bị đánh rớt. Cậy người đến nói với quan thái sử rằng: "Sự giàu sang nhất định sẽ có, không biết sớm hay muộn đó thôi. Vậy xin tiểu thư giáng đợi tôi 3 năm nữa. Nếu tôi không thành danh, cô sẽ đi lấy chồng." Từ đó chàng mới ra sức học hành. Một đêm sáng trăng, có một vị tú tài đến thăm, da trắng râu cụt, vóc người nhỏ nhắn, móng tay để dài. Hỏi khách ở đâu lại chơi, khách mới tự giới thiệu mình: họ Bạch, tên là Vu Ngọc. Chàng mới cùng Bạch nói chuyện mấy câu, trong lòng thấy khoan khoái, cho nên vui mừng tiếp rước, mời ở lại nghỉ đêm. Đến sáng ngày, Bạch sửa soạn ra đi, chàng mới căn dặn mỗi khi đi qua tiện đường, bề nào cũng nhớ ghé chơi. Bạch mới cảm cái tính niềm nở ấy, tình nguyện lần sau đến sẽ xin trọ ngay ở nhà này, rồi hẹn ngày tái ngộ và giá từ lên đường. Tới kỳ hẹn, một tên nô bộc đem các vật dụng nấu ăn đến trước. Giây lát Bạch tới, mình cưỡi ngựa vạm vỡ tướng như con rồng. Chàng để căn nhà riêng Bạch ở, Bạch mới sai đẩy tớ dắt ngựa đi, còn mình thì ở lại sớm tối cùng Ngô gần gũi tương đắc. Ngô để ý thấy sách vở của Bạch không phải là thứ sách vở bình thường trông thấy, lại cũng không thấy quyển sách nào cũng là văn chương khoa cử. Chàng mới kinh ngạc và hỏi tại sao. Bạch mới cười đáp: "Kẻ sĩ hiền đều có chí riêng, ai tùy thích nấy. Sở dĩ tôi không có loại sách thơ phú vì tôi chẳng phải là người trong vòng khoa cử công danh." Thường đêm, Bạch mời chàng uống rượu, đưa ca một quyển sách cho chàng xem, toàn là thuật tu tiên luyện đạo, nhiều chỗ xem mới không hiểu nghĩa. Chàng thấy vu vơ không hợp với mình, không buồn để ý. Lại một lần khác, Bạch mới nói với chàng: "Quyển sách tôi đưa cho anh hôm nọ chính là Con đường bất lão, nấc thang lên tiên đó." Chàng mới cười: "Việc gấp của tôi không phải ở chỗ đó, và lại muốn được thành tiên, tất cả chấm dứt nhân duyên, để cho mọi điều tư tưởng đều tuyệt mới được. Khốn như tôi còn tật đa mang thì làm sao mà tu được. Xin hỏi vì cớ gì?" "Vì cớ phải lo sinh con nối dõi." "Thế sao lớn tuổi vẫn chưa lấy vợ?" "Bởi tôi có tính hiếu sắc." Chàng vừa nói vừa cười, Bạch cũng cười: "Chỉ xin ông đừng hiếu cái sắc tầm thường nhé, và muốn hỏi cái sắc ông biết sẽ ra thế nào." Ngô mới đem hết câu chuyện thái sử muốn gả con gái cho Bạch nghe. Bạch ngờ cô ả của thái sử chưa chắc thật là người đẹp, chàng mới nói: "Nhan sắc của các tiểu thư xa gần đều biết, chẳng phải là tôi hạ mình, bà ai cũng yêu được đâu." Nói đoạn mỉm cười bỏ đi nơi khác. Một hôm sau, bỗng dưng Bạch sửa soạn hành lý để đi. Chàng thấy vậy mới sinh buồn, cùng Bạch quyến luyến nói chuyện mãi chưa chịu thôi. Bạch sai thằng nhỏ đội hành lý đi trước, mình còn đán lại cùng Ngô chuyện vãn từ biệt. Hai người bịn xịn không nỡ rời tay. Chợt thấy con ve xanh kêu ríu rít và đáp xuống bàn, Bạch mới nói: "Ngựa xe tới rước rồi đó, tôi xin giá từ ông từ đây. Nếu tưởng nhớ tôi thì quét chỗ giường tôi lên đó mà nằm sẽ thấy." Chàng đang muốn hỏi han nhiều chuyện, nhưng trong chớp mắt Bạch đã thu hình nhỏ lại như ngón tay, ngồi lên lưng con ve mà bay lên không, biến vào trong mây. Bây giờ chàng mới tỉnh ngộ, Bạch chẳng phải người thường. Rồi đứng ngẩn ngơ nghĩ giây lâu, vẻ buồn hiện rõ lên trên mặt. Mấy hôm sau, trời đêm mưa phùn, Long Cang thường nhớ họ Bạch, ngó lại thấy giường bụi trắng xóa, chân chuột in tứ tung. Chàng mới thở than, rồi lấy chổi quét dọn sạch sẽ, trải chiếu lên nằm ngủ liền. Một lát sau, thấy tiểu đồng của Bạch đến mời, chàng mới vui vẻ theo liền. Vừa lúc đó, có một con chim ngũ sắc bé nhỏ từ trên mây đậu xuống bên, tiểu đồng mới thưa: "Đường tối đen khó đi, xin mời ông đỡ chân bằng con chim này." Chàng lo con chim nhỏ quá làm sao mang nổi, tiểu đồng mới nói: "Xin ông cứ thử leo lên mà coi." Chàng mới y lời leo lên mình con chim.
Té ra ngồi rộng rãi có thừa, Tiểu Đồng bám ở khúc đuôi. Chim xòe cánh nghe một tiếng vù, cất mình bay lên không bay đi vùn vụt. Không bao lâu, tới một cánh cổng sơn đỏ, Tiểu Đồng mới nhảy xuống trước, đỡ chàng xuống sau. Chàng hỏi đây là chỗ nào, Tiểu Đồng mới thưa: "Thưa, đây là cửa trời đấy." Bên cửa có con cọp lớn nằm phục, chàng mới sợ run. Tiểu Đồng lấy mình che đỡ cho chàng khỏi sợ. Chàng mới nhìn phong cảnh, chỗ nào cũng lạ lùng tốt đẹp, khác hẳn thế gian. Tiểu Đồng dẫn chàng vào cung quảng hàn, bậc thềm đều lót bằng thủy tinh. Người bước lên trên như đi trên tấm gương vậy. Hàng bên hai cây quế cao ngất và ôm lấy nhau, mùi hoa theo gió thơm phức. Trong cung san sát những tòa nhà, chỗ cửa sơn đỏ, thấp thoáng có mỹ nhân ra vào. Người nào người ấy xinh đẹp lạ thường, thế gian không sao bì kịp. Tiểu Đồng nói cho chàng biết rằng ở cung vương mẫu con gái còn mỹ miều gấp trăm, nhưng nó sợ ông chủ đợi lâu cho nên không dám đưa chàng đi thần thơ xem người. Ngoạn cảnh nhiều nơi đành phải dắt chàng trở ra. Một lát đi tới tòa lâu đài kia, đã thấy Bạch đứng đón chàng ở ngoài cửa. Bạch mới nắm tay chàng cùng bước vào trong nhà. Chàng nhận thấy trước thềm có bãi cát trắng, suối nước trong nghe chảy giả dích. Khắp nhà dát ngọc sơn son y như cung điện vua chúa vậy. Chủ với khách ngồi xuống, liền có một cặp mỹ nữ bưng trà thơm ngát ra dùng. Kế đó Bạch sai người dọn rượu, thì có bốn mỹ nhân khác buôn tẩu hầu hạ chung quanh. Đến vừa thấy trên lưng hơi ngứa, tức thời mỹ nhân thò tay vào áo mân mê gái dùm. Chàng thấy tấm thân khoan khoái lạ thường. Đến lúc hơi men ngà ngà, chàng cũng không giữ vẻ nghiêm trang được nữa, mới cười cợt dòm liếc mỹ nhân, muốn kéo nàng lại nói nhỏ. Mỹ nhân mới mỉm cười và lánh đi. Bạch mới truyền lệnh đàn hát để chuốc rượu. Một nàng mặc áo xa bóng bưng chén rượu đến trước mặt khách rồi đứng lại đó. Cất tiếng hát du dương, các mỹ nhân khác gõ xanh phách mà hát phụ họa theo, rất là nhịp nhàng réo rắt. Qua lớp ấy tới một cô gái áo xanh cúc chuốc rượu và hát, còn một cô gái áo tím và cô gái áo trắng thì cười khúc khích. Cô nọ khều cô kia, không ai chịu bước ra. Bạch sai một cô mời một chén, hát một bài. Cô áo tím bước tới bưng chén rượu mời khách, chàng mới mượn cớ tiếp lấy chén rượu mà nắm cánh tay. Cô bật cười tuột tay, chén rượu nghiêng đổ xuống đất. Bạch mới giãy mắng. Cô mới lượm chén lên, miệng cố nhịn cười và cúi đầu nói khẽ: "Da lạnh buốt như bàn tay mà, thế mà cố véo vào tay người ta đó." Bạch mới cả cười, phạt nàng tự múa tự hát một mình. Múa hát xong, tới phiên cô áo trắng tiến lên mời chàng một chén. Chàng mới từ chối: "Say quá rồi, uống không kham nổi." Cô bưng chén rượu có vẻ hổ thẹn, chàng bèn gượng uống cạn chén cho cô vui lòng. Nhìn kỹ, bốn cô dấp dáng hay hay, không một cô nào mà chẳng kiều diễm tuyệt thế. Chàng nói với chủ nhân: "Sắc đẹp trên trời, tôi đây mong lấy một người mà còn khó khăn. Sao ông tụ tập cả đám giai nhân mỹ sắc đến thế? Liệu có sẵn lòng chia cho anh em hưởng với không?" Bạch ngó chàng cười và đáp: "Sao, từ ông đã có giai nhân trong tâm trí rồi mà. Lũ này đâu có xứng đáng lọt vào mắt xanh của ông." Chàng mới phải thú thật: "Hôm nay tôi mới biết sự thật của mình còn hẹp hòi quá." Bạch bèn gọi hết cả đám mỹ nhân đến trước để cho chàng tự chọn lấy. Chàng thấy cô nào cũng đẹp, thành ra phân vân, không thể tự quyết định. Bạch nghĩ cô áo tím đã có cái duyên khều với áo cánh tay, liền sai cô sửa soạn chăn gối để hầu khách hôm nay. Cố nhiên đầu gối tay ấp, hết sức yêu đương không cần phải nói. Chàng đòi tặng món chi làm kỷ niệm, nàng mới tháo ngay chiếc xuyến cho chàng. Giữa lúc đó, Tiểu Đồng chạy vào nói: "Tiên phàm khác nhau, ở lâu không tiện, xin mời ông đi ngay." Nàng vội hỏi trỗi dậy đi mất. Chàng cũng hỏi ông chủ ở đâu, Tiểu Đồng mới nói: "Ông chủ tôi đi chầu Ngọc Hoàng, lúc ra đi có dặn tôi lo việc tiễn khách về trần." Chàng mới buồn bã theo chân ra đi, lại nói theo đường lối cũ. Gần ra tới cổng ngoài, quay lại ngó Tiểu Đồng thì nó đã biến từ lúc nào. Con cọp gầm thét trồm lên, chàng mới sợ hãi cắm đầu chạy. Trông xuống dưới thăm thẳm mù khơi, chẳng biết đâu là đâu, nhưng hai chân đã lỡ rơi tuột xuống rồi. Chừng đó kinh hồn tỉnh dậy thì trời đã hừng sáng. Lúc sắp đứng lên, có một vật rớt xuống nhẹ nhàng xuống chiếu. Nhìn lại thì đó là chiếc vòng.
chàng mới càng lấy làm lạ. Từ đó, ý nghĩ tới lúc thành ra nguội lạnh, thường muốn đi tìm ông Xích Tùng Tử để học đạo tu tiên, nhưng còn lo về nỗi không có con để nối dõi tông đường. Cách hơn 10 tháng, một hôm chàng đang ngủ say giữa ban ngày, mộng thấy cô gái áo tím ở ngoài đi thẳng vào, tay ẵm đứa con nhỏ mà nói: "Xương máu của chàng đây, trên trời không giữ vật này đặng, vậy nay tôi đem xuống trả cho anh." Nói đoạn, cô đặt đứa nhỏ trên giường, kéo vài áo chàng mà đắp cho nó, rồi vội vàng muốn đi. Chàng mới kéo lại đòi giao hoan. Cô áo tím nói: "Chuyến trước là động phòng, chuyến này là vĩnh quyết vợ chồng trăm năm, đến đây là hết. Nếu chàng có chí thì may ra còn có lúc ta được gặp nhau." Chàng tỉnh ngủ, mở mắt ra, quả thấy đứa hài nhi nằm trên giường, liền ôm vào trong nhà nói với bà mẹ. Bà thấy được cháu rất mừng, tìm vú nuôi, đặt tên là Mộng Tiên. Bấy giờ, chàng sai người đến nhà ông Thái Sử, báo tin cho ông hay rằng chàng mới sửa soạn đi ẩn. Vậy xin ông lo kén rể khác cho tiểu thư. Nàng mới nói: "Xa gần chẳng ai không biết rằng con hứa làm vợ họ Ngô Lang rồi. Bây giờ thay đổi thế là hai chồng con gì?" Thái Sử đem ý chí đó ra ngăn bảo chàng, chàng vẫn khăng khăng một mực: "Ngày nay chẳng những tôi không có chí về công danh, lại tuyệt tình về đường gia thất nữa, nên tôi chưa bỏ nhà vào núi ngay, chỉ vì con mẹ già đó thôi." Thái Sử lại bàn soạn với con gái, nàng ta mới trả lời: "Ngô Lang nghèo, con cam sống với rau muối. Ngô Lang đi, con xin thờ ba mẹ chồng, nhất định con không lấy người nào khác đâu." Sứ giả lại đi thường thuyết đôi ba phen, đều không xong việc. Thái Sử bèn chọn ngày lành cho xe ngựa chở tư trang và đưa tiểu thư về nhà chồng. Chàng mới cảm là người hiền đức, hết lòng kính yêu. Nàng thờ mẹ chồng rất hiếu, nâng niu hầu hạ còn hơn gái nhà nghèo. Qua 2 năm, ba mẹ chồng mất, nàng mới cầm tư trang đi để lo liệu ma chay đủ lễ. Chàng mới nói: "Tôi được người vợ hiền như nàng, còn lo gì nữa. Nhưng nghĩ đến xưa kia, một người đắc đạo, cả nhà cùng theo gót lên tiên. Còn tôi ngày nay sắp sửa đi xa mà nàng ở lại, trăm ngàn công việc đều phó thác cho nàng hết thảy." Nàng mới thản nhiên, không có ý biện diện chút nào. Thế rồi chàng bỏ nhà ra đi. Nàng ở nhà ngoài việc đồng áng ra, trông dạy con, đầu đó ngăn nắp. Mộng Tiên dần già khôn lớn, tính chất thông minh, 14 tuổi đã nổi tiếng thần đồng và đậu thi hương, 15 tuổi vào Hàn Lâm. Thường khi triều đình hỏi thăm cha mẹ để phong tặng, nhưng Mộng Tiên không biết tên họ của mẹ đẻ là gì, chỉ khai một mình Cát Mẫu mà thôi. Đến ngày sinh nhật cha, Mộng Tiên hỏi Cát Mẫu chỗ ở của cha nơi nào, Cát Mẫu mới nói rõ sự thật. Mộng Tiên muốn treo ấn từ quan để đi tìm cha, nhưng bà mẹ gạt đi: "Cha con bỏ nhà vào núi đã ngoài 10 năm, có lẽ này đã lên tiên rồi, con biết chỗ nào mà tìm." Sau có dịp, Mộng Tiên dân chỉ nhà vua sai đi tế núi Nam Nhạc. Chẳng may giữa đường gặp cướp, trong lúc xe nguy cấp, thấy một đạo sĩ xách gươm xông vào đánh cướp, cướp thua chạy tán loạn. Nhờ vậy Mộng Tiên được giải vây. Cảm ơn đạo sĩ muốn tặng tiền bạc, nhưng đạo sĩ không lấy, chỉ đưa ra một phong thư và căn dặn: "Bần đạo có một ông bạn cũ cùng làng với quan lớn, vậy xin dám nhờ quan lớn thay lời hỏi thăm hộ." "Nhưng bạn cũ của ông tên họ là gì?" "Thưa, tên là Vương Lâm." Mộng Tiên nhớ kỹ trong làng không có ai tên ấy, đạo sĩ mới nói: "Hắn ta con nhà Hàn Vi nên quan lớn không biết đó thôi." Lục Giá Tử đưa ra một chiếc vòng vàng nói tiếp: "Đây là món đồ quê cát, bần đạo lượm được, cũng chẳng biết dùng làm gì, vậy xin biếu ngài luôn dịp." Mộng Tiên cầm lấy theo, thấy chạm trổ tuyệt khéo, đem về trao cho phu nhân. Phu nhân sai thợ khéo cứ y mẫu cũ mà làm một chiếc nữa, nhưng nét tinh xảo vẫn kém cả. Lại dò hỏi khắp trong làng, chẳng ai có tên là Vương Lâm. Bấy giờ Mộng Tiên mới lén mở phong thư của ông đạo sĩ ra xem, phía trên có viết mấy hàng chữ như sau: 3 năm loan phượng phần cách tới này, nuôi con chôn mẹ nhờ nàng một tay, lấy gì báo đức, tặng hoàng thuốc này, mở ra uống xong lên tiên có ngày. Sau chót là chữ: kính gửi Lâm nương phu nhân. Mộng Tiên đọc không hiểu là ai, liền đưa trình Cát Mẫu. Cát Mẫu xem thư khóc sướt mướt: "Đây là thư của cha con gửi về cho ta.
Lâm là tên chữ của ta đó. Bấy giờ mới hiểu ra tên Vương Lâm là tên cắt mẫu hồi nhỏ. Mộng Tiên ân hận than tiếc mãi vì chính mình đã gặp cha mà không ngờ. Chàng lại đưa vòng cho cát mẫu xem, bà mới nói: vật kỷ niệm mẹ đẻ con đó, hồi cha con ở nhà thường lấy ra, ta xem rồi. Xem tới hoàn thuốc, thấy nhỏ bằng hạt đậu, Mộng Tiên mới mừng nói: cha đã thành tiên, ngài cho hoàn thuốc này, mẹ ta ăn ắt hẳn trường sinh bất lão. Nhưng cát mẫu còn để dành, chưa muốn ăn vội, bèn gói cất đi. Gặp lúc quan thứ sử qua thăm, bà đọc bức ngô lang cho cụ nghe, nhân dịp mang hoàn thuốc ra tặng cụ. Thái sử cắt ra làm hai, mỗi người ăn một nửa. Trong giây lát đã thấy tinh thần thay đổi mạnh mẽ. Lúc ấy thái sử đã gần thất tuần, mắt mở sức yếu lắm rồi. Thế mà chưa ăn nửa hoàn thuốc vào, bỗng thấy gần sức khỏe ra, đến nỗi bỏ về, bỏ xe đi bộ mà đi rất mau, gia nhân theo mướt mồ hôi mới theo kịp. Năm sau do thành có nạn cháy nhà, lửa bốc suốt ngày không ngớt. Cả nhà Mộng Tiên lo sợ, đêm không dám ngủ, tụ tập quây quần giữa sân. Thấy lửa cháy lan gần đến lối xóm, cả nhà mới lúng quính chẳng biết làm thế nào. Bỗng chiếc vòng vàng ở tay phu nhân nghe đánh vụt một tiếng, cất nhẹ bay đi. Trông lên thấy nó to lớn bằng mấy mẫu ruộng, úp quanh lên nhà hình như vầng nguyệt. Miệng vòng thì hướng về phía đông nam, ai nấy đều thấy rõ ràng, hết sức kinh ngạc. Một lát lửa cháy từ phía tây lan tới chiếc vòng thì tạt qua hướng đông. Tới khi lửa dịu dần, mọi người mới thầm nghĩ chiếc vòng chắc mất, không lấy lại được. Tự dưng ngọn lửa vừa ngớt thì chiếc vòng rơi xuống dưới chân, nghe có tiếng kêu. Trận hỏa hoạn này đốt hết mấy muôn căn nhà, trước sau tả hữu đều ra cho. Chỉ có nhà họ Ngô không can gì, trừ ra một lầu nhỏ ở phía nam bị đốt, tức là nơi miệng vòng để hở vậy. Cát mẫu ngoài 50 tuổi, trông còn trẻ đẹp như người mới độ 20.